suối nước hơi đục thế, qua mới mưa xong. Vừa thấy một viên bằng hạt điều đấy, một viên đá. Tiếng suối này ngủ ngon lắm ấy. Dòng sông này là rất nhiều vàng nhé. Trước đây thì có một ông anh bạn của mình đã từng khai thác ở đây, làm thử ấy, khai thác thử thôi, test ấy. Anh làm khai thác test 3 ngày thì được hơn 1 cây. Nhưng mà dân ở đây người ta không cho khai thác nên lại phải nghỉ, tại vì máy móc xe cộ ô tô vào phải đi qua nhà dân ấy. Bởi vì đây nó chỉ có một cái xóm này thôi, không có xóm khác. Nó biệt lập lắm, cách thành phố cả 100 km, không có chợ luôn. Nên là khi mà xe vào, dân không cho đậu xe thì không có chỗ để. Vì đường bê tông thì đường dân làm ấy, nên là người ta không cho vào, không vào được. Bởi vì xe mình xe lớn và nó phá đường máy múc ấy, nên là phải nghỉ. Hôm nay mình mới tìm xuống để mà khảo sát xem đây này. Cái dòng sông này nó là sông Mã, chảy từ Sơn La đến Điện Biên rồi đổ ra Lào. Riêng cái con sông này từ đầu đến cuối là rất là nhiều vàng, từ Sơn La đi lên đến đỉnh Lập, đến phía bên của Lào ấy. Lào là đầu nguồn. Dưới này thì có tận ba cái đập thủy điện của Sơn La. Khu vực thì toàn rừng núi thôi, nhưng mà chặt phá rừng bây giờ không còn một cái gì nữa. Lóc lóc. Nên là khí hậu ở đây thì nó nắng giống như gió Lào, toàn gió Lào không. Khô khan, nhìn chán. Cái bị gì anh ạ? Khu này là toàn người Lào thôi, dân tộc Lào thôi. Nhiều trâu, nhiều bò, vui chết. Cây đa cổ thụ đây. Cái bị gì ra chứ? Không, đây nó có cả đất xịn này. Chuyên nghiệp nhìn cái biết ngay này. Cuộc hành trình đào đá đỏ. Ui, trâu bò. Lợn bán. Ô, lợn đen này. Còn đây mà em nói mà quay thì thôi. Cái này thì lợn này thì ngon tuyệt vời luôn. Yên tĩnh nha. Thanh niên bản. Ở đây rất biệt lập, cách thị trấn khoảng hơn 100 cây, chỉ có một cái ngôi làng này thôi, không có chợ, không có internet, chỉ có bò thôi đấy.
Bò rất béo nha. Bò béo nha. Con nào con. Vâng, béo xệ. Ông anh đang đi ăn cơm anh ạ. Là trong kia. Em không biết anh Mạnh vào nhà nào. Đây là bụi tre, đội tre đầu làng đây này. Đấy. Ở đây, chìa khóa đây. Nhà mới này. Đấy. Nhà mới. Cái thảm này. Anh đi đâu mà anh thấy? Con đường đấy hả? Khiếp. Cá to bằng này luôn. Mới có điện được được một tháng. Chắc chỉ không có wifi, mình cứ bảo không có mạng, không dùng được. Cái nhà quá đẹp luôn.